Tony cứ hỏi là cái gì ở trong đây đó, cho nên là sẵn mình xui luôn. Chị xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào cô bà cô chú. Thôi nói đừng có nhựa cái. Uống lên thanh tay nói lại coi. Xin chào cô bà cô chú. Chị đi đâu? Học. Chị đi học. Chị đi học. Chị chuẩn bị đi học nè ông bà cô chú ơi. Bye bye chị nè. Không chụt mẹ hả? Bye. Chị có chụt mẹ chưa? Chụt. Bye Chi. Quà gì? Mother Day, quà của mẹ là Kim order Amazon đó. Hôm nay người ta giao tới nè. Quà má ơi đây. Má ơi đây. Tôi nên cứ hỏi every day má ơi đây. Tôi nên cứ hỏi là cái gì ở trong đây đó, cho nên là sẵn mình thui ra luôn cho anh coi. Every day, mommy's day. Mình mua hai cái món quà cho mẹ. Nhìn dễ thương nha. Ngày của mẹ là không phải năm nào cũng là cái ngày giống nhau á cô chú anh chị. Giống như là ở Việt Nam thì ví dụ như ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 ha, còn ngày phụ nữ Việt Nam là ngày 20 tháng 10 thì năm nào cũng rơi vào cái ngày đó, còn ở bên đây thì khác nhau á mọi người. Giống như ngày của mẹ hồi năm ngoái là cái ngày khác, năm nay là ngày khác, nhưng mà thường thì sẽ là rơi vào ngày Chủ nhật ở trong tháng 3. Thì năm nay là ngày của mẹ là vào ngày 19 tháng 3 đó cô chú anh chị. Ngày của mẹ hay ngày của cha hay là ngày Easter đó, ngày mà trẻ em săn trứng đó, là cũng khác nhau luôn. Người ta sẽ cho vào cái ngày Chủ nhật, tùy cái tháng đó cái ngày Chủ nhật nào, chứ không có mặc định là đúng cái ngày đó tháng đó cô chú anh chị. Có cái móc này nè, khi mà đọc sách á, mình đọc tới đâu xong mình kẹp vô để mình ghi nhớ. This is like the books. Oh, bookmark. Bookmark. Okay, yeah. This is the key ring. Right, okay. Đây cái móc chìa khóa nè, ở trên đây có ghi nè. What is that? Sometimes you forget that you are awesome. Awesome, yeah. So this is your reminder. Yeah. Is that nice? Yeah. Thank you so much. So you can write a card in here too. And this is the straw. And this is just something you can put in the straw. Nice. The mask, the spoon, and the cup. Oh, okay. Cái ly đẹp cho mọi người nè. Quá đẹp. Đẹp hả cô chú anh chị? Cái này uống trà, uống cà phê này, uống nước nóng được nha mọi người. Để vô cái máy rửa chén được luôn, nhưng mà không có để vô microwave được thôi. Microwave friendly? No. No? But, dishwasher friendly? Yes. Yeah? Okay. Đẹp hả? Có cái muỗng nè. With a spoon as well. Uống cà phê, yeah. Oh, okay, yeah, nice. And then the mask, I guarantee when you go to Mung's, every time you go to Mung's, then is he going to give you the tea in your cup? No, I think. Okay. Okay, she will, babe. She will. Oh, it's very nice. And what's in there? How now is it coming? I forgot. Yeah, well, I'll write this one, and you write that one because you bought that present and it was your idea. So I think you should write something on there for Mum. For Mum. Right, remember, cái này là giống như cái bông hồng bằng thủy tinh đó mọi người. Nó có cái đèn nhấp nháy rất là đẹp luôn. Mình để pin vô. You know what's in here? No, I can't open it because you're going to damage the packaging. It's too tight. Is it in it, the battery though? What is it? Just open it. When you come out? No. No. Then you go put it in later. There, the line. Nè, cô chú anh chị rất là đẹp luôn. My birthday don't have the battery. I want to put the battery in so she can turn it on. Bây giờ tới tiết mục tìm pin này cô chú anh chị, nhưng mà ở nhà thì không có cái loại pin này, cho nên là Kim nó gỡ pin ở trong cái remote TV ra luôn đó cô chú anh chị. We'll have to get some next week. How many we need? That's all we need, 3 babe. I already said. Đẹp quá. Buổi tối đẹp lắm cô chú anh chị. Buổi tối là nó lấp lánh luôn.
Buổi tối để trên cái giường ngủ á mọi người, đẹp á. Đẹp quá. Đẹp quá. Chụt chụt. Ok, put it back in. Alright, I see up, let's see. So, why does it not turn around? Maybe it's not. Okay, open the box. Open it. Open the box. Chiều thứ sáu cô chú anh chị ơi, chiều thứ sáu hai vợ chồng Kim lại đi shopping mua đồ ăn nữa nè mọi người. Tuần sau Tony lại đi công tác nữa, cho nên là tuần này chỉ mua đồ ăn cho hai mẹ con thôi. Tony say hello. Xin chào cô chú. Do me a favor, because I'm driving at the moment. Can you send me an email with the information? Yeah, sure. Yeah, send me an email. We are not doing anything, unfortunately. Wait, we are the only one. Okay. Okay. All right. Send me an email. Tell me what you need, and I'll have a look at it. And because I need to maybe involve Okada or something as well. Yeah. There you go, you've got a Mother's Day yeah. card. Yeah, there you go, my card. I'm coming to your hands at the gap. No, I'm paying the bills, you know. No, let me see. Can I get one card? Have to be fancy, won't he? It's already gone, haven't it? Have a good girl, babe. Hot pot for dinner. Just a second. Cảm ơn Chi nha. Đây nè cô chú. Ở trường mấy cô dạy cho Chi làm cái thiệp... thiệp ngày của mẹ Mother Day đó cô chú. Cái này là Chi tô màu rồi, còn lại là cô làm hết trơn á. Cô cắt, cô vẽ, cô viết chữ luôn nè. Chị xin chào ông bà cô chú, Chi học về nè. Chị thích cái học đó không? I love it. Good. Cả nhà đang chuẩn bị đi ăn sinh nhật của ba Chi nè cô chú. Xin chào cô chú. Tối nay thì hẹn các anh bạn thân của Tony đi ăn. Hết chi ha. Giờ là Tony đẹp trai. Ừ, đặt nhà hàng 7 giờ rưỡi tối, giờ 7 giờ mình sẽ đi bộ qua đó. Tại mà, vì hôm nay Tony sẽ uống bia đó, cho nên là không có lái xe được mọi người. Hey. 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 H
Giờ đi về nè cô chú anh chị, tối nay Chi Chi về sẽ ngủ ngon nè, nhảy quá trời nhảy luôn cô chú ơi. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.